Rồi, đây là cái lô mới nha anh em. Đó, cái lô này kinh khủng nha. Đó, còn cái lô mà N bữa trước, bữa 5 tháng 1 là giờ này đang lên xe nha anh em. Giờ này cũng đang lên xe chuẩn bị đi nè. Đó, quay cho anh em coi. Đó. Đây, chắc đầy xe luôn. Đó, đó, đây là cái lô N nha. Còn mấy cái con mà nó còn nằm lộ thiên ở ngoài này đó, là tại vì mấy anh này ảnh ở gần đó, là chiều mà đi ngang em đi giao hàng đó, em đi giao trực tiếp cho ảnh luôn, cho mấy ảnh luôn, thì có hai anh. Rồi thì bữa nay là quay cho anh em là cái lô này giống như cái lô nhìn nó đã lắm nha, giống như anh em đi bãi vậy đó, chắc lộn xộn sàn ẩu chứ, tại vì giờ này em quay là khoảng 3 giờ chiều rồi, phải tranh thủ quay để viết đưa lên cho cái đống hàng đó chiều nay nó kịp chuyến xe nó đi, nên là có gì là chắc nó hơi bừa bộn đó, nó không có ngay hàng hẳn lối giống như hàng ngày, có gì anh em thông cảm nha. Nhưng mà lâu lâu mình đổi cái gu gì đi cho nó lại hay, nó có cái luồng gió mới, chứ còn mà sắp nghe hàng hẳn lối riết anh em coi anh em cũng chán. Nó quay vậy đó anh em mới tò mò anh em coi, tại vì nó không có theo một cái thứ tự nào hết trơn á. Có lúc thì máy này rẻ, cái kế bên cái máy đó kia nó cao cấp, nó máy nó cao tiền lên, và có máy thì nó lại siêu rẻ xuống. Nó thì coi vậy anh em nó mới hứng thú ha, để nó bớt nhàm chán nha anh em. Rồi thì tiếp tục là tại vì trong cái lô này là em tiếp tục ghi lô N tiếp nha anh em. Lô N tiếp tục ghi là N tiếp. Đó. Thì anh em mua máy nào thì nhớ giùm em cái mã máy đó. Ví dụ như thích cái máy vàng này thì nhớ giùm em cái mã nó là N38. Chứ đừng có nói hiệu, đừng có nói màu, không có nhớ được đâu. Chỉ nhớ theo cái mã thôi. Anh em muốn mua hàng thì rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần đặt cọc cho em 200.000. Bằng cách là anh em chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, anh em cứ alo cho em cái số này. Nói anh em xài ngân hàng gì em nhắn cho anh em ngân hàng đó, tại vì em tới 7 cả chục ngân hàng đó. Ngân hàng nào em cũng có chứ. Anh em muốn lấy cái ngân hàng nào em nhắn tin cho anh em số ngân hàng đó, rồi anh em chuyển qua cho em 200.000, là cái giá này bên em bao ship cho anh em luôn ha. Giá này là bao ship tận giường cho anh em luôn. Ví dụ anh em đặt cọc trước cho em là 200.000, thì khi nào anh em nhận hàng đó, anh em chuyển khoản xong thì khi nào anh em nhận hàng, anh em chỉ trả cho em là 2.3 nữa thôi là đủ, không thêm bất cứ chi phí nào khác. Nhưng mà anh em phải chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng nha. Đấy, đó là áp dụng qua chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Rồi thì anh em muốn mua máy nào thì nhớ giùm em cái mã máy, em chỉ xài duy nhất cái số điện thoại 0967100003, anh em lưu ý giùm em ha. Rồi với lại một lần nữa, với lại nhắc thêm một lần nữa là anh em mà mua đó, anh em mà muốn mua máy nào đó thì làm ơn chốt giùm em cọc sớm giùm em, chứ đừng có nói là bắt máy lên giờ này rồi cái hẹn Hương ơi sáng mai anh mới đặt cọc, thì chơi cái đó không được nha anh em. Tại vì có nhiều trường hợp rồi em cũng tình nghĩa, em chờ tới sáng mai cái bắt đầu là đổi qua máy khác, hoặc là không mua luôn, nó khó lắm, hoặc là vợ không cho tiền, hoặc là bà ba má không cho mua gì các kiểu tùm lum kiểu chứ. Do đó anh em nào đặt cọc bên em chỉ đợi cho anh em khoảng nửa tiếng 30 phút thôi đó, 30 phút rồi một tiếng thôi, chứ còn mà anh em mà giờ này anh em gọi cho em ví dụ như 8 giờ sáng anh em gọi kêu chừa tới 5-6 giờ chiều mới đặt cọc, hoặc là qua bữa sau mới đặt cọc luôn, rồi là bắt đầu chừa xong rồi bắt đầu đổi ý không mua, thì anh em mình không có vui vẻ rồi chốt không có được ha. Rồi trong dài không bằng vô hẳn vấn đề, bây giờ em sẽ vô luôn ha. Rồi thì em quay lộn xộn nha, trong cái lô này anh em mà không tập trung coi là anh em bị rối đó, tại vì nó không có theo thứ tự nào hết trơn á, em sẽ quay lộn xộn. Rồi đầu tiên là con này đi, con này là N44, con này hàng độc lạ nè, con này là cắt bê tông nha anh em, hàng nội địa Nhật nha. Mayho này là cái thương hiệu của bên Nhật nha. Đó, hàng nội địa Nhật, anh em có thể search lên trên Google là nó ra nghe. Search con Mayho MDC200 loại ra đây. Đó, hàng xịn sò, hàng nội địa Nhật luôn. Đó, cái dĩa này là dĩa zin của Nhật luôn nè anh em. Nó cắt bê tông nha. Cắt bê tông tức là mấy cái đan này là nó quất được luôn nè. Đó, hàng này hàng hiếm nha. Con này là nó y chang như cái máy, nó y chang luôn. Y chang như cái con Echo 351 nha. Nha, mà máy nó mạnh hơn Echo 351. Con này nó khoảng bốn mấy, gần 40cc á. Đó, ý chang 351 luôn, mấy cái này tăng đưa hay gì nè, cái này anh em về nghiên cứu nha. Đó, thì nó đây là chỉ xăng pha nhớt thôi, xăng pha nhớt là cắt thôi, tại vì máy này không phải là máy cưa thì nó có thêm các lam, còn đây là cắt bê tông. Đó, con này là cắt bê tông nha anh em. Đó, con N44 này 2.5 triệu nha, anh em nào xài công trình mua máy này hết sảy luôn. Rồi, còn đây là cái con hổ lá này là Komatsu nha anh em, Komatsu 2003 ha, Komatsu 2003 hổ lá nha. Con này thì nó siêu nhẹ nha, nó có cái ống thổi luôn, cái ống thổi mà nó dạng nó bóp ra gì nè, cho anh em thổi rất là ok nha. Con này là siêu nhẹ nha, để em căng lên cho anh em coi luôn, nó rất là nhẹ. Cái vỏ nó hơi xấu thiệt nhưng mà hàng nó ngon, giá nó rẻ mà nó rất là nhẹ. Nó anh em nè, có cái hổi lá nào mà có 4kg, siêu nhẹ luôn đó. Con này là 23cc nha anh em, 2003. Cái tem này là dán vô chơi thôi, tại vì
cái tem ghim của nó rửa về rửa xịt nước vô rửa nó bay mất tiêu rồi nên là dán vô chơi thôi. Chứ cái máy của nó là 2003 nha. Nè, đây nè, đây là tem ghim đó nè. Nhưng mà nó cũng là Genwatt. Tại em dán cái tem 2006 vô nhìn cho nó lịch sự hơn chứ nó là 2003, cái nồng nó khoảng là 32 ly ha. 32 33 ly đó. Rồi cái con này là cái mã nó là N45, giá con 1.650.000 thôi nha nè. Hàng hiếm nha. Cái này mà anh em đi bãi kiếm cái máy hổ lá này rất là hút hàng nha. Máy này giờ nó hiếm dữ lắm luôn. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì nên mua mà giá nó mềm nữa. Rồi con này là N13 thấy không? Cái mã nó nhảy tùm lum chứ. N44 45 rồi kế bên nè, nhưng mà cái con này nhảy qua là N13 nha. Con này là tỉa cành nha anh em. Máy là máy tỉa cành, nó là Kawasaki ha, hai lưỡi ha. Em là bán hai lưỡi không à. Tại vì có nhiều anh em nói là đừng có nên mua cái một lưỡi. Tại vì anh em nói cũng đúng, tức là nhiều trong quá trình mình cắt á, nhiều khi nó bị hư cái dàn lưỡi bên đây á thì nó vẫn còn cái dàn lưỡi bên đây. Nên là cái tỉa cầm hai lưỡi nó hay ở chỗ đó ha. Thì cái con N13 này là 1.6 nha anh em. Cái lưỡi của nó khoảng 5 tấc rưỡi ha. Có hai tay cầm ở đây điều chỉnh được luôn nè, điều chỉnh cái độ xây. Anh em ví dụ anh em cầm ở đây cũng được mà anh em chỉnh cái cục này qua đây cũng được, qua đây cũng được, qua đây cũng được, tại vì nó chỉnh được ở chỗ này nè. Nó hay ở chỗ đó ha. Đó, rồi có cái mâm nó bảo vệ cái lốc ở dưới này luôn. Con này cái lọc gió rất là bự nha. Nó nổ máy lên nghe rất là phê. Con N13 này 1.6. Rồi cái máy cưa. Máy cưa thì có cái con này là N34, con này tay cục nha anh em. Con này là N34 tay cục, con này giá 1.9 ha. Con này 33cc Tanaka. Tanaka 33cc. Anh em nhớ giùm em cái số điện thoại nha. À một điều nữa quên nói với anh em. À, để em nhắc lại nha, em quên nói là trong cái lô này đó anh em mua thì anh em lưu ý giùm em là tới khoảng bữa chủ nhật mình em mới có test máy được nha anh em. Tại vì cái lô này lên là bữa thứ năm lên á, thì thứ sáu là em lại đi có công việc, em đi Sài Gòn đi mua máy rồi đi công việc gia đình đó. Rồi thứ bảy lại kẹt cái đám cưới, nhiều khi đi đám cưới về rồi xỉn say rồi thì test không có được ok. Nên là hẹn cho anh em là anh em mua nào, máy nào trong cái lô này đó thì chủ nhật bên em mới test máy ha. Nếu mà em bữa thứ bảy em nhậu mà ít xỉn ít á, về test còn nổi đó thì bên em sẽ test sớm cho anh em, tức là chậm nhất là chủ nhật bên em sẽ test, còn nếu có sớm hơn được thì bên em sẽ test sớm hơn ha. Rồi cái con N34 này giá 1.9 nha anh em. Con này làm 4 tấc ha, tay cục làm 4 tấc 33cc, máy rất là đẹp nha. N34 giá 1.9. Con này 4 kg luôn ha, 4 kg. Rồi còn con này thì siêu rẻ nha, con này là rẻ nhất trong cái lô này. Máy cưa con này rẻ nhất, N32 giá 1.7 nha anh em. Con này là Komatsu, cái hương hiệu giống như cái hàng hổ lá bên đây nè. Con này là Komatsu ha. Đó, Komatsu. Komatsu này là 3.100. Con G3.100, 31cc nha anh em. Cái con này bình thường giá nó khoảng 1.8-1.9 nha. À, con này làm nó 4 tấc 2 ha. Nhưng mà bữa nay cái vàng lông của nó hơi xấu, nó hơi bị tái tái ở đây. Nha, nên là giá bán rẻ cho anh em là 1.7 chứ còn máy rất là nghiêm túc nha anh em nha. Máy còn rất là ngon, không ngon em không giao nha. Đó. Kéo le đóng thử cái nổ chơi cho anh em nghe ha. Đó. Rồi nó hết xăng rồi ha, nó nổ cái xăng cù thôi chứ trong máy nó không có xăng. Thì khi làm là bên em đã rút hết xăng rồi. Nó nổ cho anh em nghe cái tiếng hơi máy rất là ngon. Rồi con N32 này giá 1.7 nha, tay cục luôn, Komatsu. Làm 4 tấc 2 luôn. Con này cũng rất là nhẹ đây. Con này 4 kg luôn nha anh em, 4 kg. Rồi, còn mà anh em muốn đẹp đẹp mà hương hiệu Makita thì có con này. Nhớ giùm em số điện thoại này nha. Nãy giờ ưng được con nào chưa? Nãy giờ 5 con rồi đó, anh em ưng gọi liền đi. Chứ coi hết cái clip này là bắt đầu quay lại, nhiều khi anh em khát hốt đó nha. Rồi, cái con này là tay cục nè anh em, tay cục Makita. Ha. Đó, có nhiều anh em nói là tiệm bán thì rất là nhiều, nhưng mà có nhiều anh em khoái nghe em review. Tại vì em review nó chân thật, mà thật sự là có làm sao thì em nói vậy thôi. Cái máy em đánh giá em đứng vô, ví dụ như mình bán, nhưng mà mình khi mà mình review á thì mình phải đặt mình là khách hàng, mình phải review, mình xăm soi giống như là mình đi mua máy, thì mình mô tả vậy thì anh em mới dễ mua, dễ xài ha. Thì cái phong cách em bán là vậy. Rồi cái con N33 này giá 1.8, con này là Makita, con này là E280, con này nó khoảng 30cc ha. Con này lam cũng 4 tấc 2 luôn. Cái con này thì nó đẹp hơn cái con hai con bên đây, nó đẹp hơn. Với lại á, cái phần ốp ở bên đây nó là nhôm nha anh em, nên là nó sẽ bền. Cái ốp này nó sẽ bền đó. Ví dụ như mấy cái ốp ở bên đây nếu mà anh em mạnh tay thì có thể nó vỡ, nhưng mà cái ốp này là ốp nhôm, thì khi anh em ốp gì nè, ốp để châm nhiên liệu đó đó, thì cái này nó sẽ rất là bền, rất là cho bò, nhưng mà nó dễ chạy ha. Nhược điểm của nó là nó dễ chạy hơn cái hàng nhựa không có chạy.
thằng này nhôm á, nếu mà anh em đẩy gì là hơi là chày nha. Nhưng mà máy này còn rất là đẹp ha. Đó, con này tay cục Makita. Makita này sản xuất tại Nhật nha mấy ông, chứ đừng nói sản xuất Trung Quốc nha. Em bán hàng nội địa Nhật không à. Con này 54 tấc 2 nha. N33 này giá 1,8 triệu nha. Máy rất là đẹp. 4,6 kg. Tại sao nó nặng hơn mấy con này? Con này có 4 kg. Bởi vì nó cũng cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Nó bền nhưng mà nó là nhôm thì nó sẽ nặng hơn mấy hàng bên đây. Mấy hàng bên đây nhựa nó sẽ nhẹ hơn. Nếu mà anh em xài kỹ anh em mới lấy mấy hàng này, nhựa này nó nhẹ. Còn hàng này á thì nó là nhôm, nó rất là bền nhưng mà nhược điểm của nó là nó nặng. Đó, em phân tích vậy đó. Đúng không? Đấy. Chứ còn mà anh em đi mua hàng đấy tự sát chưa chắc gì nó nói được cái chuyện đó để cho anh em nhận ra. Em nói tới đây cái nhiều anh em đó. Đúng rồi ha. Đúng không? Đấy. Rồi, cái con N36 này là cái con Tanaka, nhưng mà cái phiên bản này là phiên bản cao cấp nha anh em. Tanaka này là phiên bản thường, phiên bản này là phiên bản cao cấp. Con này là 1,950. Con này là tay cục luôn, nhưng mà cái chụp giật của nó là chụp trợ lực nha anh em. Con này là chụp trợ lực và cái xích của con này là xích mới. Xích mới nha. Con này xích mới mà xài cái xích hình như là xích Austin luôn. Anh em thấy như xích của nó là xích Austin luôn nha anh em. Xích mới 100% mà xích Austin luôn. Mà cái dòng máy này là máy cái dòng máy tay cục mà có trợ lực luôn ha. Có trợ lực. Đây. Đó. Đó trợ lực là vậy đó. Nó nổ kéo nhẹ nhiều như là khều thôi là nó nổ lên rồi. Để em giật thử nha. Có còn xăng thì nó nổ, còn không thì thôi, tại vì nó nổ xăng cù thôi. Rồi, nó lên ga không được tại vì hết xăng rồi. Cho anh em nghe cái tiếng hơi của nó, tiếng của nó rất là ngầu. N36 này 1,950. Đó, xích mới luôn, anh em về khỏi gỏi vậy dũa xiết gì hết trơn. Đưa vô là dứt à. Con này xài gia đình là tuyệt vời. Lam nó cũng rất là gọn nè. Con này lam nó khoảng 3 tấc rưỡi ha. Đấy, 3 tấc rưỡi xài gia đình tuyệt vời luôn, chứ đừng ham ngương dài. Dài cầm nó cắm đầu đó. Con này 4,2 kg nha anh em ha. 4,2 kg con này anh xem xài gia đình có ok nè. Anh em hỏi cưa được cái cả bánh xe này không? Được nha. Nè. Mình cưa ẻn xuống đây. Ở bên đây mình ẻn qua cái nữa. Cưa đường nào mà không được. Hoặc là anh em cưa cái cỡ hùng phi này vẫn cưa được nha anh em. Ha, 3 tấc rưỡi. Cưa cỡ hùng phi nè. Dư luôn. Đó, cái hùng phi nước đó. Con này xài gia đình là rất là ok mà chụp trợ lực luôn. Rồi, N36 1,950 ha. Rồi đây là cái con Tanaka nữa, con này 3,300. Con này giống như cái con Tanaka bên đây. Con bên đây là 330A. Con này là ECS 3,300. Đó. Con này thì nó giống như cái con bên đây, nhưng mà nó xuất sắc hơn ở chỗ là cái cây lam. Cây lam nó quá đẹp anh em thấy không? Rõ ràng là cây lam quá đẹp. Con N35 này 1,950. Đó, giống con Tanaka bên đây. Đó. Cây lam quá đẹp luôn. Cây lam tuyệt vời. Đó, mà xích rất là dày nha anh em. Xích rất là dày luôn. Xích gin luôn nha, xích gin mà rất là dày. Con này lam cũng 3 tấc rưỡi luôn ha. Nó giống như cái con N36 bên đây. Đó. Con này 33cc. Con bên đây hình như nó tới 34 thì vậy. À cũng 33 nha anh em. Con này 33cc luôn. Con này 4 kg đúng luôn nha. Con này 4 kg đúng. Đó, hai con này bằng giá. N35 N36. Đó. Anh em mà nghía hai con này quyết định mua con nào nó cũng khó quyết lắm nha. Tại kẻ chính lạng người nửa cân đó. Đó, hàng bên đây thì dòng cao cấp, hàng bên đây thì cái lam quá đẹp. Giờ muốn con nào? Lựa đi nha. Rồi. Kế tiếp nữa là cái con này là hàng khủng nha. Bây giờ nói ba con này nè, nó mới hay nè. Đó. Anh em có nghe phát xít chưa? Anh em nghe phát xít Đức Ý Nhật chưa? Đó, hồi đó học lịch sử anh em có nghe phát xít Đức Ý Nhật chưa? Thì bữa nay là có ba con này là Đức Ý Nhật luôn. Đó. Con này của Đức nè, con này của Nhật nè, con này của Mỹ nè. Đó. Lộn. Đức Ý Nhật là Ý. Bây giờ mình đưa vô. Cái con này là của Mỹ anh em ơi, không phải của Ý. Nói vậy là lộn rồi, review lộn rồi. Vậy là Đức Nhật Mỹ ha. Đức Nhật Mỹ nói chung là toàn mấy cái hàng phát xít, mấy hàng xâm lược Việt Nam mình không à. Đó. Nhưng mà máy nó ngon, máy của nó rất là ngon. Nhất là cái hàng của Đức với cái hàng của Mỹ là máy của nó là rất là ok. Đức với Mỹ là gọi là máy cơ bắp. Đó, máy cơ bắp, tức là máy của nó chạy rất là sướng, rất là bốc luôn. Còn cái mà hàng máy của Nhật á thì nó sẽ chạy nó không có bốc bằng cái hàng Đức với hàng Nhật, nhưng mà nó lại vượt trội hơn Đức với hàng Nhật là nó tiết kiệm xăng hơn và nó bền hơn. Đó, hàng Nhật thì là trước giờ như vậy, cái đó thì chắc khỏi phải nói rồi. Anh em có nhiều anh em lớn tuổi, anh em trung niên rồi nên nhiều anh em còn rành hơn em nữa về cái khoảng đó rồi. Em không thể múa rìu qua mắt thợ được. Thôi bây giờ mình quay lại mình review tiếp ha. Rồi, cái con này là sát Duman của Đức nha anh em. Con này là chung cái thương hiệu của cái hàng Makita nha anh em. Cái tập đoàn sát Duman này sau này nó sắp nhận vô Makita luôn đó. Nó là chung của nó là của Đức luôn đó. Đó,
con này N39 máy cực kỳ đẹp nha anh em. Con này máy cực kỳ đẹp, phải nói với anh em là vậy. Con này 43cc có thông số luôn nha. 43cc nồng đứng, máy cực đẹp, sát đô man. Đó, cái hương hiệu này hương hiệu rất là lớn ở bên Đức nha anh em. Nói chung cái hương hiệu của Austin đó, ở bên Đức thì nó có hai hương hiệu máy cưa, một là Austin, hai là Makita Sadoman ha. Hai cái hương hiệu này, Makita với Sadoman là một, hai hương hiệu này là nó hoàn toàn giống nhau đó. Con này là cái nồng đứng nha, máy cực kỳ đẹp, anh em nhìn lại một lần nữa cái dàn lông của nó đó, cực kỳ đẹp. Máy nào em nói đẹp ok, còn máy nào em nói cực kỳ đẹp là đây, máy này cực kỳ đẹp đó, đẹp xuất sắc luôn. Cái lốc của nó còn cái mã này luôn nè đó, Sadoman ha. Con này 43cc nha nè, có sỉa gỗ luôn, có cái sỉa gỗ luôn nha, cái sỉa gỗ rất là bén ha. Đó, nồng đứng nha. Đó, con này xài là tuyệt vời, anh em đem đi khai thác rồi rất ok. Còn nếu mà anh em xài gia đình nó càng ngon nữa, tại vì nó rất là khỏe. Máy cực kỳ khỏe luôn. Con này làm 4 tấc ha. Nồng đứng 43cc, dữ dằn. 6.2 ha, 6.2. Đó, máy này máy khủng nha anh em, máy khủng nhưng mà anh em đi khai thác được, xài gia đình được, hoặc là mới xài được luôn, ok luôn ha. Rồi, còn anh em nào mà Hùng bán khoái cái máy Nhật thì có con này đây. Con này là ăn chắc mặt bền là ok. Shinawa E, con này E mấy đây? E303 hay 305 gì đó. Nó khoảng 31cc, cũng là nồng đứng. Con này là Hùng về xài cho gia đình luôn. Anh em xài gia đình mà thuộc về dạng cái gia đình mà gia đình cao cấp đó anh em ha. Thì cái con N40 này là tuyệt vời, giá nó 2,5 triệu nha. Đó, nồng đứng nha anh em. Con này xài gia đình là tuyệt vời, khỏi phải chê luôn đó. Con này lam nó 3,5 tấc nha, lam 3,5 tấc. Đó, cái núm này chỉnh ranh tì nè, nó cho chỉnh ranh tì được luôn. Buji nó nằm ở trên này. Đó. Cái lọc của nó này, cái lọc mà mình kéo ra mình vệ sinh được luôn. Lọc kéo tay ra luôn, chứ khỏi cần phải mở ốc vít gì hết. Con này xài gia đình là tuyệt vời ha, đã có rất là nhiều anh em xài gia đình rồi. Nếu mà anh em nào mà khoái máy Nhật, kiếm cái máy cưa xài gia đình mà có điều kiện kinh tế chút xíu, lấy con máy này xài ngon miễn bàn, cực kỳ ít hao xăng. Ha, xài là không thể nào mà phàn nàn về cái mức độ hao xăng gì đó, tại vì nó quá tuyệt vời rồi. Rồi, con N40 này 2,5 triệu nha. Shinawa E300. E305 chứ. Con này 5 kg nha, 5 kg. Rồi, kế tiếp nữa là một cái con máy Mỹ nha. Máy Mỹ, máy cơ bắp Mỹ. Con này là Bululan ha, Bululan. Hương hiệu cực kỳ lớn ở bên Mỹ nha anh. Ở bên Mỹ thì nó có hai hương hiệu máy cưa lớn, một là Bululan này nè, hai là Homelite. À, ba nữa là Mlock, nó có ba hương hiệu, bên Mỹ có ba hương hiệu theo em biết. Đó là ba hương hiệu máy cưa lớn của Mỹ. Bululan, Mlock, ha, Mlock với lại Homelite. Đó. Con này 38cc nồng đứng nha anh em. Ha, 38cc nồng đứng, có vú bơm bóp lên luôn. Có vú bơm thì anh em giật nó nhanh, khỏi đóng le giật nó chừng phát là nổ rồi. Còn nếu mà không có cái vú bơm thì giật khoảng 2-3 phát nó hơn cái chỗ đó. Cái vú bơm thì nó giúp cho mình tiết kiệm cái số lần giật cho nó hút xăng lên. Rồi, này cái công tắc nè, nó hướng dẫn cho anh em luôn nè, 5-6 bước gì đó để mình khởi động ha. Con này là nồng đứng nha anh em, nồng đứng. Xích của nó rất là dày nha, xích này rất là dày luôn à. Đó, có cái hướng dẫn chỉ dẫn rồi luôn. Máy Mỹ nhưng mà nó xuất bán cho người dân Nhật nha, nên nó ghi tiếng Nhật nè. Máy này nó sản xuất tại đất Mỹ. Con này làm 4,2 nha anh em, 4,2, 38cc. Xích rất là dày ha, xích zin nhưng mà rất là dày, xích như mới vậy đó. 38cc, quá đã. Quá đã, quá ngon. À, mấy cái máy này nó có hệ thống lò xo nha anh em. Nè, nó giảm sốc nha, cái hệ thống lò xo giảm sốc. Khi mà máy chạy á, nó nhịp. Nó bớt rung cái tay của mình rất là ok. Đây nè, lò xo nữa nè, giật thử cho anh em nghe tiếng máy nha. Đó là nổ luôn. Trời hết xăng. Nó nổ xăng cù hết xăng. Đó, anh em thấy không? Máy cưa bắp nó nổ lên là anh em ghen liền. Đã gọi là cơ bắp Mỹ mà. Máy cưa Mỹ là cơ bắp cực kỳ luôn. Nhưng mà nói là cơ bắp nhưng mà nó sẽ hao xăng hơn cái hàng máy Nhật nha. Nhưng mà nó tiết kiệm xăng hơn cái máy Trung Quốc là gấp 2-3 lần nha anh em, chứ đừng nói mà nó hao xăng như máy Trung Quốc là không có đâu nha. Nó hao xăng hơn, hao xăng máy Nhật, nhưng mà nói hao xăng thôi chứ thực ra hao xăng chừng 10-15% so với máy Nhật thôi. Đó, chứ không phải mà nó ăn xăng tầm 7-3 như máy Trung Quốc đâu ha. Máy Trung Quốc không có cửa so với anh này đâu. Rồi, N38 2,5 triệu, máy quá đẹp, đời quá cao nha. Con này 6,4 kg,
ha, 6,4 nha anh em, N34. Ủa xin lỗi anh, N38 2,5 triệu. Như vậy nãy giờ mình có ba cái con Đức, Mỹ, Nhật. À, Đức, Mỹ, Nhật chứ không phải Đức, Ý, Nhật nha. Thì cái con máy Đức này là máy khủng nhất 43cc, xong tới cái con này là 38cc, con này là 31cc ha. Rồi kế tiếp nữa là một cái con máy cũng là của Đức nữa nè. Rồi nãy phải đưa thằng này vô nữa nha, con này cũng là của Đức nữa nè nha anh em. Con này là N37 hả. Con này là nòng đứng luôn nha, nòng đứng. Con này Makita. À, con này 35cc nha anh em, 35cc sản xuất tại Đức nha. Anh em thấy chữ Germany không? Germany là Đức ha. Anh em nào không biết tiếng Anh thì để em dịch cho Made in Germany, tức là sản xuất tại Đức. Đó là giống với cái con Sattoman vậy đó. Nhưng mà cái con này thì nó 35cc thôi. Con này thì anh em xài gia đình cũng được mà đi khai thác cũng được luôn, tại vì 35cc là máy rất là khỏe rồi. Con này làm 4 tấc nha. Đó, 4 tấc. Con này là ưu điểm nó là gì? Chạy cực kỳ bốc, rất là bốc luôn, y gan như cái con sắt đô man với cái con bô lưu lanh bên đây nè đấy. Với lại là nó chạy y hệt như cái con ếch tin luôn, nó là nòng đứng, chạy rất là bốc và chập của nó là trợ lực rất là nhẹ. Em giật thử cho anh em nghe tiếng máy. Con này miếng còn xăng không đó, đấm lè vô ha. Xăng rồi ha, cái gì hiệu nó hơi bị rít, để chút xíu nữa em cho cái chai R17 vô nữa anh em, làm em sẽ kiểm tra lại cái phần dây hiệu, đảm bảo là hu rất là ok cho anh em nha. Dây hiệu nó hơi bị rít, xịt R17 vô là nó hu lại ok. Rồi cái con N37 này giá 1,9 triệu nha anh em ha, nòng đứng, nổ rất là ok, mới nổ thử thôi, nghe tiếng máy là cực phê luôn, làm nó 4 tấc 2 nha anh em. Con này 4,6 kg ha, 4,6 kg. Cái phần dây hiệu nữa bên em sẽ kiểm tra kỹ lưỡng cho anh em. Dịch trước khi mà anh em mua, em dịch cho anh em đảm bảo với anh em là dịch 10 phát ok bên em mới gửi, yên tâm giữ khoảng dây hiệu đó. Để bên nữa bên em cho họ nó chỉnh lại ok. Rồi kế tiếp nữa là một cái con máy VIP. Con này là N43, giá 4 triệu. Sinawa 350 nha, 350 thần thánh, làm Latin luôn nha anh em. Con này giá 4 triệu, N43. Làm Latin đầu nhọn. Con này làm 4 tấc rưỡi nha, làm 4 tấc rưỡi. Rồi cũng giật thử coi nó còn xăng cho anh em nổ nghe thử không. Rồi con này không còn miếng xăng nào để chạy hết. Đó, con này là Sinawa 350. Nhưng mà anh em giật nghe tiếng máy là anh em nghe mắc ghiền liền. Nghe tiếng máy rất là phê, và đặc biệt cái ưu điểm của con 350 này là guarantee chỉnh tay được luôn, giống như cái con Sinawa 300 bên này, guarantee là chỉnh tay được luôn ha. Đó. Con này là dòng máy cưa chuyên nghiệp nha, họ đi cưa cây mướn đồ hoặc là cưa củi mướn đó, thì xài máy này rất là nhiều. Đó là lý do là tại vì nó rất là ít hao xăng nha anh em. Máy nó lớn nhưng mà nó lại ít hao xăng, mà cái dòng máy chuyên nghiệp luôn, dưới lại cái làm là làm Latin luôn ha. Rồi con này 4 triệu, anh em có tiền chơi được con này là ngon. 6,2 kg ha, 6,2 kg. Rồi còn hai thằng bên đây là nòng đứng luôn, nhưng mà máy Nhật, nòng đứng máy Nhật. Thằng bên đây là Makita, thằng bên đây là Echo. Cái thằng Makita bên đây là nòng đứng, có số điện thoại luôn nha. Anh em nào cần liên hệ tâm sự thì gọi qua số này nha, một em người Nhật sẽ nghe chứ không phải em nha. Rồi cái con N42 này giá 2,9 triệu. Con này là E3640 đó, E3640. Thì cái con này nó khoảng 40cc nha, nòng đứng luôn, cái lam rất là đẹp. Và xích của cái con này là xích mới nha anh em, xích mới 100% nha, xích Archer cực đẹp. À, 3640 cái lóc nó nè, Made in Japan đàng hoàng ha. Đó, N42, để giật thử cho anh em coi.
còn săn cù nhiều nè, nổ rất là ngon nha. Con này anh em màu mà lười á, về mua mà khỏi cần làm biến vũa, mua con này là tuyệt vời luôn. Tại xích nó xích mới đưa vô xài luôn, khỏi phải vũa lại nha. Mà nó là nòng đứng nha, Makita sản xuất tại Nhật nha anh em. Hồi nãy em có quay rồi đó. Tại vì có nhiều anh em sợ lắm, nhiều anh em nói Makita thì ngon rồi đó, nhưng mà tao sợ hàng nhái, với lại sản xuất tại Trung Quốc. Thì em nói hẳn luôn, nếu mà anh em màu mà mua máy của em về mà nó Makita mà sản xuất tại Trung Quốc hoặc là hàng nhái đó, thì anh em cứ lấy cái máy đó anh em xài đi. Cái máy đó bao nhiêu, ví dụ như 2.9 triệu ha, cho em số tài khoản em chuyển khoản em tặng luôn cho anh em, tặng cho anh em khỏi trả lại máy làm gì, anh em đem đi dục hay anh em đi đem đi đập hay gì đó cũng được, em tặng luôn cho anh em cái tiền đó. Tức là cam kết cho anh em Makita bên em bán là toàn là đồ Nhật hoặc là có Makita nãy đó, còn cái con nằm đứng bên này là đồ Đức chứ không có đồ Trung Quốc ở đây ha. Còn anh em mà xách tiền anh em đi mua máy mới bây giờ thì mới có hàng Trung Quốc nha, tại vì Makita là bây giờ nó có hàng, nó sản xuất mới là đặt nhà máy ở Trung Quốc á, máy đời mới, máy 2021 bây giờ đó thì sản xuất Trung Quốc thì có, chứ còn máy nội địa mình là hàng sản xuất từ Nhật không à. Rồi con nào 42 này 2.9 triệu nha. Con này làm nó 4 tấc 2 luôn. Con này 5 ký đúng nha anh em, 5 ký đúng, N42 nhớ giùm em cái mã nha. Còn cái con N41 này là 2.9 triệu, con này là 381, con này 38cc. Cũng là nòng đứng luôn. Con này rất là nhiều anh em khoái nha, tại vì máy của nó, anh em nhìn cái máy anh em thấy đó sao, nó giống như cái gương mặt chữ điền của cái thằng đàn ông mà cái mặt đẹp trai vậy đó. Nói là nhiều ông là khoái cái con Retro là do cái thiết kế này nè, nhìn vô đập vô là nó thấy rất là đẹp. Anh nào mà mặt chữ điền mua cái máy này về là tuyệt vời luôn, tại vì cái gương mặt nó góc cạnh, cái máy này gọi là cái máy góc cạnh không, nhìn rất là đẹp nha. Em là riêng em là rất là khoái con này đó, 381 mà nòng đứng luôn, Retro luôn đó. Cái làm bao nhiêu, cái làm này làm 4 tấc rưỡi luôn ha. Rồi giật thử cho anh em nghe tiếng máy coi còn xăng thì nổ, không còn xăng thôi nha, nghe hơi cũng được đó, máy giật nhá liền. Xong anh em có sự nhận xét gì không, em nhận xét giùm cho. Cái con Echo này nó sẽ đem lại cho anh em một cái sự tiếng nổ rất là chắc, rất là đầm, rất là trung tính. Tức là mấy cái ông mà già già trung niên là rất là khoái máy này, xe nó nổ rất là chắc, rất là đầm, trung tính đó. Còn cái con Makita này nó đem lại cho mình một cái sự phấn khích, cái máy nó rất là bốc, chạy nó nghe cái tiếng máy rất là sướng không. Thằng này giống như là nó chạy chiếc Accenter của mấy thanh niên chạy, nghe tiếng máy phê lắm. Còn cái này giống như chiếc quay, chiếc rim vậy, nó cứ đầm vậy đó, nhưng mà nó cứ chạy đều vậy đó. Thì như vậy chốt lại là sao, máy này Makita nó bốc, còn cái con bên này thì nó thiết kế theo cái kiểu trung tính đó. Nói như vậy để cho anh em hiểu là cái mỗi cái máy nó có cái ưu nhược điểm riêng của nó có cái phong cách máy của nó vậy nha, chứ không phải là em nói máy này bốc, máy này nó không bốc bằng cái máy này là tại vì cái máy nó bị vấn đề bạc hở nồng bích tông gì, sọc nồng gì nên là nó nổ hả, nó không bốc bằng con này là không phải nha. Tại vì cái dòng máy người ta thiết kế ra vậy, cái dòng máy này nó thiết kế là nó đem lại cái sự bốc thể thao, còn cái dòng máy này nó thiết kế cho mình xài đầm máy, chạy nó nhu mì máy, cái máy nó cứ đều máy. Thì anh em nào mà khoái bốc thì em lấy Makita cho em, còn anh em nào mà thấy máy mà đầm chắc đó, tiếng nổ nó nghe nó êm nó ấm thì anh em cứ lấy Echo, đó là cái phong cách cái máy nó vậy ha. Rồi con này 5.6 kg nha anh em, 5.6 kg. Rồi như vậy là mình xong cái máy cưa ha, xong máy cưa với mấy máy cũng cành đó rồi nè kia. Rồi ở đây thì nó có một cái con phun voi ha, con phun voi đó, nhiều anh em không nghe được cái tiếng đấy. Con phun voi này là N356 nha, 2.5 triệu nha nè. Con phun voi này 2.5 triệu, con này bình xăng trên nha, con này là Yanma nha nè, Yanma, con này 50cc Yanma nha, FS500, máy rất là đẹp nha. Cái con này, cái này mạ rơm hay gì trời, đẹp dữ nha, giống như xe hơi mà rơm, giống như xe máy mình bây giờ mà rơm rồi đó, lốc máy rất là đẹp nha, can xà beng đó, mà cái bình xăng trên, nó xài bình xăng trên thì cái chế hòa khí nó y gan như xe máy, rất là dễ xài, dễ sửa chữa. Rồi đặc biệt là cái này nó có cái lưới lọc, con này chắc phun do nước được không, bởi vì nó mới thiết kế cái lọc này, chứ còn vô bột ai mà đưa vô đây, vô bột đưa vô đây bột nào mà xuống được, đâu có bột nào mà xuống được cái lưới này, cái lưới này nó nhuyễn lắm, con mũi bay ngang còn không được, nó là bột nào mà xuống. Cái này là phun do nước đồ này kia là chắc được luôn nè. Mà đặc biệt là cái này nó rất là ngon nha. Đó. Nó ngon chỗ này nè. Cái họng chà bá luôn anh em ơi. Cái họng này em nghĩ là phun xả lúa rồi, phun
xà phân xà lúa đồ này kia bự ok nha. Em thấy là cái đường kính của nó là cũng khoảng là 2 phân nha, có 2 phân à, đường kính bự lắm. Mà này là inox luôn nó, mà nó căn chỉnh được mấy cái này luôn, hay lắm á nha. Cái này là phun vô nước được luôn nè, nó mới có mấy cái nút này. Rồi con này 2,5 triệu nha, bao ship cho anh em luôn, cực kỳ ngon. Yanma bình 26 lít để luôn nè, bình bự luôn nha, bình 26 lít vàng luôn, tại máy này mới về nên chưa có rửa kỹ lắm đó. Mà máy rất là đẹp nha, màu trắng mà anh em thấy nó đẹp vậy là rất là ok. Bình 26 lít cực kỳ đẹp, 2,5 triệu N56 nhớ giùm em nha. Có nhiều anh em ngộ lắm, thấy ở trong máy trong lô này có một cái máy phun voi à, bán cho anh cái phun voi đó đi, bán cho anh cái phun voi đây đi, trong cái lô có máy à, mà không đọc được cái mã này thì bên em không chốt được. Tại vì anh em gọi nhiều khi anh em gặp con vợ em quay em review, nhưng mà con vợ em nó cầm cuốn sổ à, cái con 56 thì trên danh sách là còn, nhưng mà anh em nói là cái con phun voi trong cái lô đó, biết là trong cái lô này chỉ có mình nên cái con phun voi này thôi, nhưng mà anh em không nói được cái mã N56 là không chốt được cho anh em, bắt buộc anh em phải coi lại, nhớ giùm em ha. Rồi bây giờ là mình tới cắt cỏ ha. Cắt cỏ thì khá hay đây, cắt cỏ là khá hay à, cắt cỏ rất là nhiều nha. Bữa nay có tin đồ này kia, nồng 34, 36 đồ này kia nhiều lắm nha. Đó, ví dụ như cái con này nè, N55 nè, con này Maru, Maru này không phải Maru 26 nha, 2630 nha nè, 2630 là cái nồng, là nó 30cc nha, là cái nồng nó khoảng là 36 ly nha. Con này máy lớn nha, N55 này 2,5 triệu Maru, chế quanh rồ 2 kim luôn nè. Con này là xài là tuyệt vời, máy lớn. Đó, con này là biết xăm biết ngon không? Em cho ông già vợ em một con này, ông đang xài cái máy này. Ông già vợ em á, ông đang xài máy này tại vì ông có cái vườn xoài đó. Mà vườn xoài nó mọc cỏ đó thì không có hơi xịt thuốc cỏ được anh em. Tại vì anh em xịt thuốc cỏ đó là cái cây xoài mình nó sẽ bị còi, là nó ra trái không có còn hang xoài nữa, tức là nó cũng ảnh hưởng bởi thuốc cỏ đó. Nên là nông dân mà mình biết trồng á, là không có ai mà lấy thuốc cỏ mà xịt gông quanh gốc xoài hết, phải lấy cái máy cắt cỏ này cắt thôi. Tại vì anh em xịt thuốc cỏ là cái máy mình, cái cây mình nó sẽ bị còi cọc liền. Rồi thì cái em, ông già vợ em đang xài máy này nè, ông xài máy cho, ông xài mấy năm mà xài nó ok lắm, rất là mạnh nha. Ông nói mà cho máy gì mà cắt mạnh thiệt, cắt êm thiệt đó, phê. Cắt cước hay cắt dao hay cắt lưỡi tròn gì là ok hết. Rồi con này nó cũng cỡ tương đương với tên là 33 nha nè, 30cc, nồng khoảng 36 ly, ok đó. N55 2,5 triệu nha, Maru mà lắp rời luôn nha nè, lắp rời. Anh em mà háo cái máy này gắn vô cái bình xịt ha, nó chạy một cái nó xịt một cái nó nổ cái bơm luôn, tại vì cái máy nó quá mạnh luôn đó, bơm xịt là hết sảy luôn, rất là mạnh. Mà ga bóp luôn nha nè, ga bóp, con này ga bóp nha đó, trắng vỏ zin luôn, trắng vỏ zin ha. Rồi con này 2,5 triệu nha nè, N55 2,5 triệu. Còn cái con này thì nó nhỏ hơn nè, con này là 23 đây cho anh em coi nè, hàng ông nội hàng cháu nè đó. Con này là 30cc, con này là 23cc. Thì anh em nào muốn mạnh bốc chạy nó dữ nó khỏe thì anh em lấy con này đó. Còn nếu mà anh em lấy gọn xài gia đình đồ này kia, cắt cỏ vườn đồ này kia ít ít, anh em lấy con này được rồi. Con này thì nó nặng nha, con này nó nặng hơn, con này khoảng 5 kg, con này thì nó khoảng cỡ 3,5 kg 4 kg à đó. Thì đó, thì quay cho anh em nhìn gì là anh em dễ thấy nè, nó chung một cái hãng luôn. Con này 1,5 triệu, con này 2,5 triệu, mắc hơn 1 triệu. Con này 23cc, nồng nó khoảng 32 ly, một tay cầm nữa, nó rất là gọn luôn. Anh em kiếm máy gọn anh em lấy con này N21,5 triệu nha, lắp rời. Hai con đều là lắp rời hết, đều tôm nhỏ hết ha đó. Rồi còn anh em nào mà khoái Mitsu thì có con này đây, N23,1,5 triệu Mitsu TM21. Con này là chạy là cực kỳ tiết kiệm xăng nha, nó là ông nội tiết kiệm xăng luôn đó. Tại vì nó có hai cái, nó có thêm cái bánh đà nè, ở khúc phía sau này nè, nó có thêm bánh đà, nó chạy nó có đồ dục giống như máy dầu vậy, chạy rất là đều máy. Có nhiều anh mua máy này gắn vô bình xịt chạy là hiên hạ vô địch, nhất là những anh em mà những anh em mà xịt thuốc mướn á, chạy con này là cực kỳ luôn, lắp rời luôn nè. Anh em biết là máy cắt cỏ mà lắp rời rất là có giá trị nè, tại vì nó làm được nhiều việc. Anh em cắt cỏ xong chán anh em có thể tháo ra, thậm chí là anh em có thể chế cháo luôn này kia là vẫn được luôn. N23,1,5 triệu ha. Rồi ở đây nó có hai con là 4 thì, hai con 4 thì. N30 là 31, con này là Rubin nha anh em, Rubin. Anh em mà kiếm mà tiết kiệm xăng tối đa mà không muốn khí thải mà chạy như xe máy, cứ đổ xăng vô là chạy, cứ đổ xăng vô là chạy, anh em lấy hai con này xài tuyệt vời luôn, mà giá rất là mềm nha. N30 2,3 triệu, N31 2,3 triệu. Con này nó tương đương là 1,1 HP nha, tức là 1 ngựa mốt đó. Máy 4 thì mà 1 ngựa mốt chạy là tuyệt vời mặt trời luôn.
Con này thì nó cũng nặng tương đương với cái con này, à, cũng khoảng 5 kg thôi, cho nó không nặng lắm nha, nha. Mà chạy rất là bền nha, động cơ 4 kỳ chạy rất là bền. Hai tay cầm hết ra, đó. Rồi còn cái con này là Mitsu. Mitsu này là Mitsu TB. TB này, TB 24 ha, TB 24 con này là cái đời cao nhất của Mitsu nha anh em. Mitsu là TB là đời cao nhất. N27 1.9, N26 1.9 luôn. Hai con này nó giống nhau, nó đều là TB 24 hết, nhưng mà cái con này á là hai tay cầm, con bên đây là một tay cầm. Máy rất là đẹp nha, lắp liền đó. Nếu mà anh em chỉ xài máy cắt cỏ hơn, không có mục đích gì khác, thì anh em lấy lắp liền á, cái tua máy nó nhanh hơn, cắt nó nhanh hơn nha. Đó, hai bó quơ luôn nè, thấy không anh em, thấy không, tức là cái tốc độ cắt nó rất là nhanh. Đó là cái ưu điểm của thằng lắp liền, giống như thằng 4 thì bên đây nè đó. Thằng này, hàng này 2.3, thằng này 1.9 Mitsubishi nha. Cái động cơ Mitsubishi rất là có giá trị nha. Đó, mà sau này anh em có xài chán rồi anh em bán lại cho người khác á, thì nó vẫn giữ giá rất là tốt, nó giống như xe Honda mình vậy đó. Rồi tương tự thì cái thằng bên đây cũng vậy luôn, thằng bên đây là TNL23, con này 1.8 nha. TNL thì đời nó trước thằng TB nên nó rẻ hơn 100.000 nha. Nhưng mà cái form của nó có nhiều anh em thích, nhiều anh em là thích cái form này, nhiều anh em là thích cái form TB bên đây. Đó, thì đây là ba con Mitsubishi. Đó, quay lại một lần nữa ha, TB24 TNL231. Cái con này thì nó lợi hại cái là cái chụp giật của nó rất là đẹp, đây là cái chụp giật nó rất là đẹp nè, cái chế quanh rồ hai kim luôn, la đỏ luôn đó. Cái con này nó hay ở chỗ đó, mà giá nó lại rẻ hơn nữa. N24 1.8, N26 27 là 1.9 ha. Đó, giá rất là hôm, máy rất là cọp nha anh em. Rồi qua giải bên đây, ở đây là cái con N54, con này thì nó cũng giống như N30 31, nó giống bên đây, đáng lẽ em để chung luôn. Đó, nó giống bên đây, nó có thêm một con nữa cũng 2.3, con này mã N54, hai tay cầm. Đó, sản xuất tại Nhật nha anh em, sản xuất tại Nhật, 4 thì nha, con này 4 thì đó, 2.3 một người mốt. Rồi anh em nào khoái tin, bữa nay có con cắt cỏ tin nè, nòng 34 ly luôn nha, nòng 34 ly 25cc N53 2.2, máy này rất là vip nha. Đó, chế quanh rồ luôn, chế quanh rồ mà nhìn đâu tưởng chế mới không ha, mà nó là chế quanh rồ nha, rất là đẹp. Có cái chân luôn nè ha, hết tin đó. Máy cứng cáp cực kỳ luôn, 34 ly luôn nè, rất là đẹp nha. Con này máy rất là cứng, chế quanh rồ nha anh em. Con này 2.2, nòng 34 ly N53 ha. Rồi con này là Genoat. Đấy, con này Genoat bugi đứng ha. Con này là 265. 265 là nó khoảng 27cc nha anh em. Là nòng khoảng 35 ly luôn á. Còn lớn hơn cái hàng Westin bên đây nữa, mà cái chế nó rất là đẹp nha. Chế này chế quanh rồ mà chế đẹp ghê, nó còn luôn cái cục mà để chống văng cái sợi dây ga ra nè anh em, thấy không? Những cái máy mà nó cọp nó mới còn mấy cái này. Cái còn là nó thường là nó mắc hết ha. Ít có khi nào mà cái máy nào nó còn đó. Nè, cái này là bình thường nè. Còn cái này là cọp nè. Đó, cọp nó mới còn cái nút cao su, cái nút nhựa nó ấn vô đây nè, để nó chống gớt kìa ha. Rồi ga bóp luôn nha, con này ga bóp nha anh em, con này ga bóp nè. Này là lẫy an toàn, đó, ga liệt nè. Ga bóp. Con này là nòng 35 ly nha, nòng khoảng 35 ly, 27cc luôn á. Mà giá chỉ có 1.7 thôi nha, Genoat. Komatsu Genoat anh em, máy rất là đẹp nha. N50. Đó anh em kiếm máy lớn mà giá hời, anh em lấy máy này cho em. Máy thi ra băng đồng hoàng nha. Đây nè. Đó, thấy chưa? Rồi ở bên đây là mấy cái máy beo, máy beo này là cực kỳ nhẹ nha anh em. Anh em nào kiếm cái máy nhẹ cho ông bà già xài thì anh em nên lấy cái máy beo này. Hai cái con beo này là 24cc nha, máy beo. Đó, cái hiệu của nó là máy beo chứ tên của nó là tên tiếng Nhật, tên tiếng nội địa Nhật, nó không biết biết dịch ra luôn. Giang hồ gọi là máy beo không à. Cái ưu điểm của cái con này là rất là bền và rất là nhẹ, ít thao xăng, dễ xài dễ sử dụng. Mới xài máy cắt cỏ lần đầu anh em lấy máy này đi, dễ xài dễ chơi lắm. N47 này chiều tư, N48 này chiều tư luôn. Cái N47 thì lắp liền, còn N48 đó thì lắp rồi. Đó, lắp rồi. Đấy. Nó đều 24cc, là nòng nó khoảng 33 ly nha này, mà giá chỉ có 1.4 thôi. Đó, lắp nó nè. Hai tay cầm. N47 48 ha. Còn anh em nào hết cái máy mà nó nổ, tiếng nổ nó dữ nè, thì N49 này cũng 1.4 luôn. Máy này là nồi động cáo đá nè. Đó, chụp giật này là siêu bền, chụp giật này nó giống như bằng bằng kim loại hay đó, nó bền trâu bò lắm.
con này cũng 24cc mà là Kawasaki. Kawasaki đó, con này nó bộ khung, bộ chân của nó rất là cứng nha, đúng nghĩa nồi đồng có đá luôn đó. Anh em xài một cái hay nó cho bò cực kỳ luôn, nó bền cực kỳ luôn, nồi đồng có đá mà nha. Rồi con này là Kawasaki TD24 nòng 33 ly lắp rời. Cái lắp này rất là giá trị nha, cái lắp này lắp tum nhôm luôn nè. Nó anh em háo cái lắp này xong bán cũng khoảng 400-500 ngàn rồi đó. Đó, hai tay cầm N49 1.4 N49 1.4. Còn bên đây là Maru này, Maru 23 là 51 1.5 triệu. Con này giá hôm nè, con này mà anh em thợ mua về bán lại cũng ok, bán lại 1.8-1.9 là ok. Máy rất là đẹp, máy vàng nha. Đó, anh em mua máy anh em phải soi cái vàng lông nha, máy nó càng đẹp càng cứng thì giá nó cao. Đó, mà máy này rất là đẹp nha, trắng cỏ zin luôn, giá 1.5 triệu. N51 giá 1.5 triệu ha. Rồi cái con N52 này mới hay nè, cái con này là Echo mà cái phiên bản nó là phiên bản cao cấp nha anh em. N52 này giá 2.3 triệu. Đó, nhiều anh em không biết nhìn vô SRE24 tưởng đâu là 24cc nhưng mà thật ra cái con này là hai nòng nó 34 ly nha anh em, nòng 34 ly nha, nó để SRE2420 nhưng cái mã nó không ăn nhập gì hết trơn, nhưng mà cái nòng của nó thực sự là 34 ly. Anh em cứ search ở trên Google là nó ra. Cái tâm của nó là tâm nhôm nha, tâm ở đây nè, cái tâm là nhôm rất là bền, máy này rất là cọp. Anh em nhìn ốc đó nè, đó 2420, cánh gió phụ đồ này kia trong này còn luôn. Nói chung là máy này là máy cọp mà dòng cao cấp của Nghệ Trôn, xài là cực kỳ rất là phê luôn. Thử cho anh em nghe thử tiếng máy à. Ga bóp luôn nha anh em, ga bóp. Rồi N52 giá 2.3 triệu nha. Nãy giờ là có con này là 34 ly nè, con này cũng là 35 ly nữa nè, 35 34. Vậy là nãy giờ mình có 3 con á ha, với lại có cái con nằm khủng 36 ly rồi cũng có luôn, còn lại thì nó khoảng 32-33 ly, cái dao động trong khoảng đó. Rồi một con nữa cuối cùng là cái con này là siêu rẻ, anh em nào mà ít tiền kiếm cái máy Nhật xài mà không cần quá đẹp thì anh em lấy con này, giá có 1.3 triệu thôi, buông đi đứng luôn. Tanaka N46 giá 1.3 triệu nha anh em. Đó, cái vàng lông nó hơi xấu thiệt nhưng mà nó bù lại là cái máy này nó còn rất là cọp nha. Nó còn rất là cọp, rất là cứng nha. Tại vì cái vàng ghi đông đó nè, cục gờ ghi đông nè. Và đặc biệt anh em nhìn anh biết nó ít xài lại chỗ này nè. Cái trắng cỏ nó còn y nguyên à, trắng cỏ zin mà nó còn y nguyên à. Và anh em biết là cái máy này ít xài nhưng mà nó bị quăng ra bãi á. Nó nằm lâu quá nó bị tái cái màu nhựa đây nè. Chứ còn máy này rất là ngon. Chế là đỏ luôn. Đó, có cái vàng chân luôn, bảo vệ bình xăng, thấy không? Cái bình xăng nó còn mới chát à, nhưng mà vì lý do gì đó người ta cắt một lần rồi hết cỏ rồi, người ta nghĩ rồi, người ta dục ra bãi, nó nằm ở bãi rồi nó đụng ba cái nhớt rồi nó dơ đó. Chứ còn mà anh em nhìn nè, nội cái trắng cỏ mà nó còn nguyên trắng cỏ zin nè, thì cái máy này có xài bọng gì đâu, nếu mà xài nhiều kiểu gì nó cũng mẻ bỏ bể mấy cái này hết rồi đó. Thì cái con này là giá N46 là 1.3 triệu nha. Đó, hơi rất là mạnh ha, giờ thử cho anh em nghe tiếng hơi. Rồi thì làm xong hết nguyên cái vàng lô ha, cắt cỏ, cưa, phun voi rồi cắt đá, rồi tỉa cành, rồi cỏ lá gì từ lô hộp vừa hết. Thì anh em nào có nhu cầu thì nhớ gọi dùm em qua số điện thoại hotline này 0967100003, và nhớ dùm em là anh em đặt mua thì khoảng bữa chủ nhật bên em mới có test máy nha. Chứ còn mà anh em hối hoài là không xong nha, hối hoài mệt lắm nha. Rồi em review cực kỳ chi tiết, anh em nào thấy hay thì cho em một cái lượt like để làm động lực ha. Còn anh em nào mà hư tình nữa thì share cái video clip này cho anh em bạn bè coi trên Facebook càng ngon ha. Rồi còn ưng được máy nào thì gọi giùm em qua số hotline 0967100003 ha. Rồi cảm ơn anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo ha.